Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, lại một đơn chép nữa của chú Hùng, chú ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, sau khi chú có trong kênh YouTube và chú có đặt cho mình một đôi loa chép rời, chép PD6. Vâng, xin chào thay mặt công ty Zika Audio rồi cảm ơn chú Hùng ạ. Vâng, chú Hùng nhớ đây là cái sản phẩm mà chú đã đặt bên cháu đã chép PD6. Được làm bằng màu đồng, rất là đẹp. Và cái họng kèn là làm bằng gang đúc, rất là chắc chắn. Và được làm bằng màu đồng thì cực kỳ là sang trọng. Và đặc biệt nhìn xung quanh đồng thể rất là gấu. Chúng ta có thể đặt trên một đôi loa thì nó rất là đẹp. Và nó tôn lên rất là nhiều với đôi loa của gia đình. Và điều đặc biệt nữa là bên cháu đã tặng cho chú một cái tụ bảo vệ để bảo vệ chống cháy cho cái chép PD6 này. Vâng, một đôi của chú thì bên cháu đều tặng hết chú nhá. Thì thấy chú yên tâm chú sử dụng ạ. Vâng, đây là hàng nhập khẩu, bên cháu thì chất lượng rất là đảm bảo. Và đây cháu cũng đang test đây ạ. Vâng, bên cháu thì đấu đằng sau cái cầu của đây. Chú có âm ly, chú có thể kết nối bằng đằng sau cầu của âm ly hoặc là đằng sau cầu loa đấy ạ, đều được ạ. Vâng, với đôi loa chép giờ PD6 này có thể hỗ trợ cho những cái dàn karaoke mà thiếu giải chép hoặc là những cái đôi loa rất dễ cháy chép thì chúng ta có thể kết hợp vào để cho nghe được một bản nhạc nó được hay, được sáng. Và đặc biệt cái dòng này nó cho cái chất tiếng chép nó rất là bén, nghe rất là tơi. Ở phía bên trong đây thì có đặc điểm là có một cái đầu đạn phía bên trong rất là gấu ạ. Vâng, chú Hùng nhất là chú không gang rất là chắc chắn đấy ạ. Vâng, cái này bày rất là đẹp và nghe chất âm thì cực kỳ tuyệt vời. Vâng, mà dòng này thì hôm nay bên cháu có nhập được về có mười mấy đôi thôi ạ. Chú Hùng là một trong những người cũng là, gọi là may mắn đã sở hữu cho mình một đôi chép PD6 của Thái. Vâng, cháu quay sang lại để chú nghe cái giải chép nhé. Rất là tươi đấy ạ. Nghe rất là khí tách. Và cái chân này nó có cái ưu điểm là chúng ta có thể bẻ lên hoặc là gập xuống đều được. Nó rất là linh động và để rất là chắc chắn. Vâng, đó là cái đặc điểm nổi trội của cái dòng chép PD6. Và cái họng kèn lên nó được làm thu nhỏ vào phía bên trong và bên ngoài nó được tỏa ra để cho cái giải chép nó được phản xạ ra rộng hơn và nghe nó lan tỏa hơn ạ. Vâng, chú Hùng, hiện tại cái đôi chép PD6 của chú hoạt động rất tốt ạ. Vâng, bên cháu test cả đôi đều hoạt động. Sau đây cháu xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng chip đưa bưu điện cho chú chờ bên con khoảng tầm 5-7 ngày chú nhé. Vâng, sau cùng cháu chúc chú Hùng và gia đình sức khỏe và chúc chú luôn thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào cho chú Hùng và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ. Từ niềm vui khởi đầu hành trình tìm đường.